Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái tin tức mà rất sôi động bây giờ hầu như ai cũng nói đến đó chính là tin tức liên quan tới cái vụ hát của công ty Twitter và những bài nào mà theo dõi thuần trên mạng xã hội thì các bạn đã thấy thường đăng một cái bài viết cách đây 6 tiếng đồng hồ liên quan tới cái vụ hát của công ty Twitter này có rất nhiều những người nổi tiếng để bị hát trong đó chúng ta có những người nổi tiếng trong thị trường crypto và những người nổi tiếng không phải trong thị trường crypto như là các bạn thấy là có sàn Binance có CZ có Litecoin bị hack. Chúng ta có những người nổi tiếng khác như là Elon Musk, Bill Gates cũng đã bị hack. Chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra và những giả thuyết tại sao những điều này lại xảy ra trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trở lại với đây Twitter thì trước hết chúng ta hãy tìm hiểu sơ sơ về nền tảng này. Tại vì thường cảm thấy là đây không phải là một nền tảng mà nhiều bạn ở Việt Nam thích sử dụng. Tại vì các bạn thấy là trên những cái nền tảng khác như là trên Facebook hay là trên Telegram thì cáp capital có rất nhiều người theo dõi nhưng mà trên Twitter tuy là cái Twitter này được tạo ra vào tháng 1 năm 2018 nhưng mà cho đến ngày hôm nay chỉ có 2067 người theo dõi. Cho nên đây không phải là một nền tảng mà thường nghĩ là nhiều bạn ở Việt Nam có hứng thú để mà tham gia vào và có sự tương tác cũng rất là thấp so với những cái nền tảng khác nhưng mà nền tảng Twitter thì rất là được ưa chuộng ở trên thị trường quốc tế các bạn thấy được là có rất nhiều nhà lãnh đạo lựa chọn cái nền tảng Twitter này trong đó chúng ta có những lãnh đạo của những quốc gia trong đó chúng ta cũng có đương kim tổng thống là Donald Trump sử dụng Twitter rất là nhiều và nhiều tổng thống của nhiều quốc gia khác cũng sử dụng Twitter và ngoài việc tổng thống ra các bạn thấy là có rất nhiều những nhà lãnh đạo của những công ty cũng sử dụng Twitter cho nên đây là một nền tảng rất được ưa chuộng và đây là một nền tảng mà được tạo ra vào năm 2006 bởi Jack Dorsey và ba người khác nếu như mà cái tên Jack Dorsey các bạn cảm thấy là quen thuộc tại vì Jack Dorsey là CEO hiện giờ của công ty Twitter cũng là CEO của công ty Square là một cái công ty mà các bạn có thể mua Bitcoin trực tiếp được cho nên Jack Dorsey là một người mà rất là công khai ủng hộ thị trường Bitcoin và cái tên này cũng được đề cập tới trong rất nhiều bài viết liên quan tới crypto cho nên các bạn thấy quen thuộc cũng là một điều rất là bình thường. Và một điều đặc biệt là Twitter các bạn chỉ có thể viết 140 từ có nghĩa là các bạn chỉ có thể viết những cái thông điệp, những cái bài đăng rất là ngắn À, chỉ trong phạm vi là 140 từ và đây tôi nghĩ cũng là một cái lý do tại sao mà những người lãnh đạo thích sử dụng Twitter tại vì các bạn có thể đưa ra một thông điệp nhanh gọn lẹ và dễ hiểu thì chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay chúng ta nhận được thông tin cách đây khoảng chừng vài tiếng đồng hồ đã có hàng loạt những cái Twitter của những người nổi tiếng đã bị hát chúng ta biết tới những cái tên như là ứng cử viên hiện bây giờ là Joe Biden À, chúng ta có Bill Gates của Microsoft, chúng ta có Elon Musk của công ty Tesla, Twitter của công ty Apple cũng đã bị hack. Và ngoại cho những người này ra thì các bạn thấy là Twitter của cựu tổng thống Barack Obama, Kanye West, cái người ca sĩ mà đứng ra nói là ứng cử tổng thống cái thì và tuần các bạn cũng đã nhớ, cũng đã bị hack và Kim Kardashian Twitter cũng đã bị hack, đó chính là vợ của Kanye West, tỷ phú Warren Buffett tỷ phú Jeff Bezos của Amazon và tỷ phú Mike Bloomberg Đó là những người mà không có phải nằm trong trường crypto Và trong trường crypto này thì chúng ta có rất nhiều những cái sàn giao dịch và những người nổi tiếng đã bị hack Trong đó chúng ta có sàn Binance đã bị hack, chúng ta có Twitter của CZ cũng đã bị hack à, Twitter của Coindesk và Gemini cũng đã bị hack Và các bạn thấy được là có một số những Twitter khác như là Twitter của Airdrop, Kucoin, Charlie Lee, Bitfinex À, cũng đã bị hát và những Twitter này thì nói tới một trang web gọi là cryptohell.com và đưa ra một cái thông tin là đây là một cái thông tin lừa đảo nói những cái sàn giao dịch này hay là những cái đồng này đã là đối tác của một công ty đó chính là crypto cryptohell.com và nói là công ty này sẽ cho 5.000 BTC những người nào mà đã đọc được cái thông tin này thì có thể gửi đồng BTC tới cái địa chỉ ví, các bạn sẽ thấy được đây là một cái địa chỉ ví đã được đưa ra bởi cái người mà đã hack twitter gửi đồng btc tới địa chỉ ví này thì sẽ được nhận lời gấp đôi như là một lời đền đáp đương nhiên đây chỉ là một cái thông điệp giả Đây là thông điệp của người hacker nhưng mà đáng tiếc đã có rất nhiều người gửi đồng btc tới cái địa chỉ ví này các bạn thấy được là địa chỉ ví này là địa chỉ ví bắt đầu từ bc 1 và kết thúc là không wlh các bạn thấy được là tất cả những cái thuyết đều đưa cùng một địa chỉ ví ra và chúng ta nhìn vào cái địa chỉ ví BTC này thì tổng số tiền mà được gửi vào là 12,8 BTC. có nghĩa là chúng ta tính theo đồng đô la hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là khoảng 118.000 đô. tuy nhiên nhiều người cho là không phải là người ta bị gạt tới 118.000 đô và các bạn cần phải nên biết là cái chuyện này xảy ra trong thời gian rất ngắn trong thời gian là khoảng chưa một tiếng đồng hồ mà đã có 12,8 đồng BTC gửi tới cái địa chỉ ví lừa đảo này và tổng cộng lên tới 118.000 nhưng mà nhiều người thì cho là trong số này là một số là được gửi bởi cái đội mà hát Tại vì họ muốn gửi tiền đến để cho mọi người nghĩ đây là một cái địa chỉ ví thật Không phải là một trò lừa đảo Cho nên cái số tiền này không phải tất cả đều là đến từ những nạn nhân Mà một số đến từ những người mà đã bày ra cái trò lừa đảo này Tuy nhiên con số thực sự được nghĩ cũng rất là lớn và cũng rất là đáng tiếc Là nhiều người lại gửi tiền đến trong khi mà chúng ta thấy được là đây là một cái thông tin mà các bạn chỉ cần suy nghĩ một chút các bạn cũng đã thấy là không có hợp lý tại sao một người lại muốn cho các bạn số tiền gấp đôi khi mà các bạn gửi tiền đến trong địa chỉ ví này tại sao họ lại phải làm như vậy và đây không phải là một cái vấn đề gì mới các bạn thấy là trong thời gian mấy tháng qua đã có rất nhiều nhiều lừa đảo như là thuận đã nói tới trong cái video gần đây đó chính là cái video 631 là ở trên YouTube chúng ta cũng có rất nhiều những cái vụ lừa đảo tương tự. Họ nói là các bạn xem cái video, trong video đó họ sẽ có những người nổi tiếng. Đây là những cái thâu hình mà họ phát lại cho các bạn. Thì những người trong video là những người thật sự nhưng mà cái thông điệp là một thông điệp giả và họ nói là nhân dịp lễ gì đó hay là nhân dịp kỷ niệm gì đó. Nếu như các bạn gửi đồng BTC, gửi đồng XRP hay là gửi đồng EOS hay bất cứ một đồng nào đó đến địa chỉ ví mà họ đưa ra thì các bạn sẽ nhận được gấp đôi. Đương nhiên đây là một cái thông tin lừa đảo tại vì các bạn thấy là không ai cho ai gì hết nhất là trong thị trường crypto này nhưng mà tôi thấy là vẫn có nhiều người à, vẫn tiếp tục bị lừa gạt và gần đây thì những người lừa đảo hầu như là họ đã gan hơn rất nhiều không chỉ riêng là họ đưa ra những cái video lừa đảo mà họ còn mua lưu quảng cáo trên YouTube và bây giờ các bạn thấy là một hacker đã sử dụng một cách tương tự thâm nhập vào Twitter để mà lừa gạt lấy tiền đây là cái tài liệu liên quan đến Twitter mà chúng ta đang được nói tới thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là hình như là cái người hacker này là một người rất là ủng hộ tổng thống Donald Trump tại vì các bạn thấy được là Obama, Joe Biden thì bị hack nhưng mà tổng thống Donald Trump Twitter bây giờ vẫn chưa có thông tin là bị hack và tổng thống Donald Trump là một người mà sử dụng Twitter thường xuyên một ngày tổng thống Donald Trump sử dụng Twitter để mà thuyết rất nhiều lần và những cái thông tin quan trọng cũng được đưa ra bởi tổng thống Donald Trump thông qua mạng lưới Twitter này nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức là tổng thống Donald Trump bị hát Và sau khi mà cái vụ hát này xảy ra Thì một nghị sĩ đó chính là nghị sĩ George Hawley Nghị sĩ George Hawley đã gửi tới một cái lá thư Nói là CEO của Twitter đó chính là Jack Dorsey Phải giải thích về cái vấn đề này Và phải liên hệ ngay lập tức Và phải confirm, có nghĩa là phải xác định là Twitter của tổng thống Donald Trump đã bị hát hay là chưa Tại vì các bạn thấy nếu như mà cái Twitter của Tổng thống Donald Trump mà bị hack thì đây là một cái vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia chứ không chỉ riêng về vấn đề tài chính nữa. Và nghị sĩ George Hawley kêu gọi Chad Dorsey, CEO của Twitter là hãy liên hệ ngay lập tức với lại Bộ Tư pháp cũng như là FBI để mà giải thích rõ ràng về chuyện gì đã xảy ra. Và một số giả thuyết đã được đưa ra là tại sao mà nhiều Twitter nổi tiếng bị hát như vậy Và có một giả thuyết đưa ra là cái hacker này không phải là hát từng Twitter một Và có thể là họ hát thông qua một cái panel có nghĩa là một cái bộ điều chỉnh của Twitter thì có một người ẩn danh đã chia sẻ một số những cái hình ảnh các bạn thấy như là những hình ảnh trên màn hình thì đây là một số những cái hình ảnh liên quan tới cái panel nghĩa là bộ quản lý của Twitter đây là một bộ quản lý mà cho những admin sử dụng có nghĩa là những người quản lý Twitter sử dụng các bạn thấy được là các bạn có thể là coi coi là cái Twitter này là bắt đầu từ năm nào cái Twitter này các bạn có muốn là đóng băng các bạn có muốn cho ngừng hoạt động hay là các bạn có muốn bảo vệ hay là không thì trong những hình ảnh này khi bạn thấy được là có cái hình ảnh liên quan tới sàn Binance thì nhiều người cho là cái người hacker này không phải là hack trực tiếp những cái chương mục Twitter của Binance hay là của sàn KuCoin hay là của uh, cựu tổng thống Barack Obama mà họ hack thông qua cái bộ phận quản lý chính của Twitter sau đó họ dùng bộ phận này để mà điều khiển những cái Twitter mà họ cần phải điều khiển. Cho nên họ có thể là lựa chọn những cái Twitter nào mà có sức ảnh hưởng lớn để có thể là thực hiện cái vụ lừa đảo này. Thì những hình ảnh này là được chia sẻ bởi một cái công ty mà chuyên theo dõi mỗi lần mà có một cái vụ hack lớn xảy ra đó chính là công ty Under the Bridge và công ty này đã chia sẻ những hình ảnh này trên Twitter và ngay sau đó đã bị Twitter xóa đi những hình ảnh này nói là cái hình ảnh này là cái hình ảnh tư ẩn của công ty Twitter và không được chia sẻ công khai thì đây có phải là lý do tại sao mà hacker có thể hát được những cái Twitter này hay là không thì chúng ta vẫn còn chưa có biết nhưng mà đây cũng là một cái giả thuyết mà được nhiều người quan tâm đến hiện tại mà thường muốn chia sẻ với các bạn và câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là nếu như mà cái hacker này thông qua cái bộ quản lý của Twitter để mà thực hiện cái vụ lừa đảo này thì có phải là hacker hát hack một nhân viên của Twitter để mà sử dụng cái panel này sử dụng cái bộ điều khiển này hay là không hoặc là nhân viên đó đã kết nối với lại một hacker để mà làm cái vụ lừa đảo này. Các bạn thấy được đây cũng không phải là một điều gì mà chúng ta chưa từng nghe nói tới như là cách đây không có lâu. Đây là hồi tháng 5 năm 2020, một cái ứng dụng khác đó chính là ứng dụng Roblox cũng đã đưa ra thông báo là một người làm việc cho công ty này đã nhận hối lộ để mà đưa tài liệu cho một người bên ngoài cho nên đây không phải là một điều gì đó chúng ta chưa từng nghe nói tới. Và đây cũng không phải là cái vụ hack đầu tiên, các bạn thấy là năm ngoái thì ngay cả CEO Jack Dorsey cũng đã bị hack. Các bạn thấy được là ngay cả Twitter của tổng giám đốc điều hành Jack Dorsey cũng đã từng bị hack. Cho nên nhiều người cũng thường đặt nhiều câu hỏi là Twitter có phải là một cái mạng lưới mà được bảo mật hay là không. Và nếu như mà không phải thì là một điều mà rất nguy hiểm tại vì các bạn thấy là công ty Twitter này có rất nhiều những lãnh đạo của nhiều quốc gia đang sử dụng hiện tại cũng như là lãnh đạo của nhiều công ty. Nếu như mà mạng lưới Twitter là một cái mạng lưới mà không có được an toàn thì đây là một điều có sự ảnh hưởng rất là lớn và các bạn thấy là ngay cái năm 2017 thì tổng thống Donald Trump cái Twitter của tổng thống cũng đã bị xóa đi nhưng mà cuối cùng thì cũng đã được trả trở lại và trước đó nữa chúng ta cũng nhận được tin tức là hai cái nhân viên hai nhân viên này đã bị khai trừ nhưng mà hai nhân viên này cũng đã sử dụng mạng lưới của Twitter để mà theo dõi một số những cái nhà lãnh đạo của Saudi ở trên mạng lưới của Twitter đây là một điều mà cũng đã từng xảy ra và được nói tới bởi Bộ Tư pháp. Nhưng mà một điều thú vị đây là các bạn thấy được là sau khi mà cái sự kiện này xảy ra thì chúng ta nhìn vào tài liệu của Bitcoin thì đây là cái tài liệu của tìm kiếm Bitcoin ở trên Google thì các bạn thấy được là cái biểu đồ này là cái biểu đồ 4 tiếng vừa qua bao nhiêu người tìm kiếm cái từ Bitcoin thì rất rõ ràng là các bạn thấy được là cái sự hứng thú tìm kiếm Bitcoin cái đây không lâu cái đây khoảng chừng là 6 giờ 51 phút chiều ở Cali có nghĩa là cái tay khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì đã có rất nhiều người Google tìm kiếm cái từ Bitcoin thường nghĩ là cái phần lớn là tại vì liên quan tới cái vụ hát này nhiều người bây giờ là muốn biết Bitcoin là gì mà tại sao mà nhiều người hát được những cái Twitter lớn lại muốn lấy Bitcoin như vậy và một trong những điều mà nhiều người chỉ trích bây giờ là một hacker có thể hát được những cái Twitter của những nhà lãnh đạo thì tại sao họ lại dùng cái quyền lực này để mà scam Bitcoin Họ có thể dùng quyền lực này để mà làm những điều gì khác có cái sự nguy hiểm cao hơn hay là họ thể dùng à, những cái Twitter này để mà lường gạt một điều gì đó lớn hơn để kiếm được tiền nhiều hơn nhưng mà họ dùng để mà lấy Bitcoin Cho nên những người mà không có trong thị trường crypto thì không hiểu là tại sao người này lại muốn nhiều Bitcoin như vậy Thường nghĩ đây là lý do tại sao mà nhiều người đang Google tìm kiếm Bitcoin còn về việc những người mà đã bị hack thì công ty twitter nói là cách đây khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì twitter đã đưa ra một số những cái chiến lược như là đóng băng một số những chương mục này hay là không cho thay đổi password cho những người mà họ biết mà đã bị hack để mà giảm đi thiệt hại thì đây là những cái tài liệu tôi muốn đem đến cho các bạn liên quan tới cái vụ hack twitter này các bạn nghĩ sao về tài liệu này các bạn hãy comment ở phía dưới và nếu các bạn muốn theo dõi thuộc các video trên những mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những link chính thức như là link Facebook, link Telegram và link Twitter Một ngày nào đó như các bạn nhận được một cái tin tức, một cái bài viết ở trên những mạng xã hội nói là gửi tiền đến địa chỉ ví nào thì các bạn đừng nên gửi Tại vì thường sẽ không bao giờ đưa một địa chỉ ví mà kêu bạn gửi tiền vào đó Đó chắc chắn là một sự lừa đảo, các bạn cần phải lưu ý và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch crypto nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital trong đó chúng ta có những ưu đãi cho những cái sàn margin như là sàn SnapX và Bybit Như là sàn SnapX nếu các bạn đăng ký thông qua link của Thùng Capital các bạn có thể điền đơn Bằng cách là bấm vào link form đăng ký để có thể nhận được những tín hiệu trade miễn phí Cũng như là được tham gia vào nhóm những hỗ trợ Hay là các bạn có thể tham gia những cái sàn như là sàn Binance hay là sàn Coinbase Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn